con đãi đoàn. Bữa nay hai mẹ con đãi đoàn gà xôi, xôi gà, gà nướng mắm, gà nướng mắm, gà nướng mắm rất là ngon luôn. Ngày hôm qua là đạo diễn Quốc Thuận là đãi cho nên thấy ngon luôn, cho nên là hôm nay hai mẹ con thì lại đãi như hai chục con gà. Rồi, hôm nay là ngày cuối, hết bối cảnh ở đây và ngày hôm nay tập trung rất là nhiều diễn viên ở đây và nguyên một đoàn phim luôn rất là đông, cho nên là ngày hôm nay là con sẽ đãi đoàn 20 con gà xôi nữa, hai chuột hai chuột đấy, kiểu kiểu mọi người nhìn. Đó, ở đồng phim chị mới giao mấy chục con gà đó, hai chục con gà đó chị. Gì trong này em nói đó em điên thiệt, em không có nói Phương tự nói. Ủa vậy hả? Phương bán trả đi. Hùng quá. Anh miếng em giả bình thường thôi, rồi em giả em giúp phạm chị miếng phạm Phương. Dạ đúng rồi. Làm sao? Dạ chị để bình thường thôi à. Chấp nhận xúc phạm mà. Ủa chị. Là con với mẹ, giờ mẹ gắn lên phản con chuyển qua. Trời ơi. Trời ơi. Rất phản liền. Không quên đâu. Em đừng có chuyển quên. Nhưng mà giới thiệu cho con tự giác chứ đừng có để bị đòi. Rất mày nhắn qua cho. Dạ rồi. Để mút gửi điện thoại cho nó đi. Ê còn cái này cái gì? Ôi anh về lát nữa cái này sao? Còn dư nè em mang về nha. Không có em năm hũ em về chi? Anh được. Anh cho em năm hũ rồi. Anh năm hũ nhà em đâu có đủ cho anh cho em mười không? Cho em năm hũ. Đây mỗi người năm hũ. Ủa tao tưởng em mới vừa sinh xong là 10 hũ luôn á. Bớt lạc, bớt lạc. Thôi giờ 7 được không? Bỏ xuống. Bỏ xuống. Anh thấy là anh uống là lòi đó hết trơn rồi. Không có, không có lấy con kia nó sợ quá cho nó đã trốn rồi. Trời ơi, Phúc mà bỏ sức vô xua vô đi cơ không là nó hết lạnh. Cho nó nằm được không? Sống không á, cho nó đổ. Đó, nhấc lên làm cái gì vậy? Bà Liên xuống. Không có phần anh. Bà luôn đi chị vậy này. Ấn nó xuống. Bà Liên. Em hiểu sao mà có tên ác hậu rồi nha. Đậu hủ quá trời. Đậu hủ. Ê đi lên đây ăn đi Liên. Chạy lên đi Liên. Bà đang xa lắm. Sao vậy? Ủa hôm nay không nói cho bà biết hả? Có. Nè đây, một cái phần là một con gà và một con gà. Không, không có này đóng cái bông nữa chị. Đóng cái bông rồi. Cái bông về sao giống như hai cái xôi. Xôi gà cúng vậy. Xôi giống xôi cúng vậy. Nhưng mà xôi cái này nó ráo hơn quá chị. Rồi, ở dưới này là gà nè. Trời, hai người ăn xong hết rồi. Cái gì? Hết chị. Hết xôi rất là ngon. Ăn xôi thôi, không ăn gà. Ủa làm sao? Thôi lên đi, trời ơi sao ăn gà đây ngon rồi. Ê, mai anh mua về đi, giờ nó dành nó trả tiền. Ủa, có mấy cục con gà mà ăn dành trả tiền vậy. Bây giờ chị quyết định luôn rồi, chị cũng ừ. Em ha, thật em giả bộ mà chị ừ luôn. Thật sự là chị cũng nản ghê luôn á. Mà có cứ vậy thôi cũng dành thôi chị nhường hết. Chị ừ luôn rồi, mình mở miệng nói để em trả cho bà. Nói chị tính á, là chị trả xong rồi chứ nhào vô cái là mỗi đứa chia nữa, mà giờ Phi nó đòi trả hết. Dành nó. Tự nhiên hai người. Cuối cùng là không ai trả chưa. Hai người để mình em trả luôn. Ông Nam trả hết rồi. Bơm gà. Cuối cùng mình đi trả hai chục gà lên vô luôn anh. Ông giờ bơm vô luôn hả? Tưởng luôn. Thôi vậy em có dành trả luôn không? Hả? Em có dành không? Giờ anh sao? Về trả hai chục con luôn hả? Ừ. Em ý em sao? Đau bụng quá. Em còn. Em mà hút kìa. Mẹ trời mẹ. Hút là người mở miệng đó là đặt 20 con gà đó. Giành giật nhau nè. Ok. Đó rồi. Ok đó. Con xin ba con rồi. Thì dạ. Con yên tâm, con theo kèo mẹ, mẹ lo cho con. Ok mẹ. Ủa mẹ thấy đang quay phim nên mày mạnh miệng đúng không? Đâu có. Mẹ không biết nó đang quay phim. Còn nó còn dậm lại nữa. Ủa vậy hả? Ngồi dậm lại chứ không nghe. Ê mới nào quay công ty á, như cũng có đủ á. Công ty bà lì lên nè. Hả? Có, chị có lên. Em không lên gì lý. Đồng phim ở bên em ăn phở ta. Ủa đúng rồi đó kìa. Thôi em ăn phở ha. Ừ, phở nhà em bữa nào quay cái từng hầm ở Diêm La
Lý vậy tầng hầm 25 gì nữa. À quận 7. Nó ngược đường. Bây giờ nó muốn mời mình nó phải mang qua đây chứ. Thôi, mai xuống đây là nguội hết. Nó không nấu lại. Ủa, nó mang đi không ngon. Ê, nghe nè, bây giờ hấp tròn rồi phải đâu vậy? Hấp tròn đi hết nha. Muốn kêu qua nhà bạn. Thôi, về quê em chơi. Còn không thì Đà Lạt. Thôi vậy Đà Lạt, về quê chị. Điện thoại của người giỡn đấm bánh rồi. Nói chung là được cả hai mẹ con ha. Giết đồ mơ, có cơ hội làm tiền không? Không phải cà phê sữa đâu, nó không phải hết. Bơm, mẹ của em giàu lắm mà. Làm tiền bơm. Không phải hết. Mẹ. Đúng không mẹ? Phải cái gì? Dạ. Trả tiền Nam không? Dạ. Đưa túi này trả tiền Nam để giỡn. Đó nha. Để giỡn cứ không nhìn nước với một cái ánh mắt rất là khó hiểu hèn gì. Hai chục con gà. Hai chục gà có 12 triệu à, rẻ ghê chị. À, 2 đúng triệu gà đó. Là nếu mà chị thêm 10 ngàn con nữa đó, là trên mỗi hộp xoài lên mình chị đó. Trời ơi, đại gia nè, cho tiền mặt luôn. Đại gia, đại gia. Dạ. Dạ, không, tiền kìa. Trời ơi, cuộc đời em chưa giờ được cầm số tiền lớn vậy luôn á. Trời ơi, luôn á. Em nói hệ, em hệ luôn á. Từ lúc em có vợ giờ chưa bao giờ em người em có trên. Trời ơi. Đúng bây giờ có trên. Đẹp, đẹp luôn. Cho bà Liên. Ủa sao đưa hết rồi, còn Phương nữa. 4 triệu tư nè. Trời ơi. Ôi, dám bôi 100 ngàn luôn. Trời ơi. Anh Nam cho em 50 nha. Mẹ mốt cần mua gì nói con. Mốt mua gì nói con mua giùm nha mẹ. À, mà ví dụ là 20 ngàn đó thì trên cái hộp xôi đó là có khác luôn, khác hành trình riêng. Khác riêng gia đình. Là mai mốt mỗi lần mà con ăn gà nướng còn nhớ hình ảnh mẹ luôn á. Không chờ đến cái thời khắc này, đó chính là cái thời khắc mà chúng tôi sẽ nhập tiệc. À, ngày hôm nay chúng tôi sẽ thưởng buffet với em. Buffet gà. Gà bà xôi. Gà nước. Có gà với xôi mà là buffet được đây. Chính là hai nhà tài trợ chính. À, chúng tôi ai nấy cũng đều quay YouTube. Hai hai nhà tài trợ chính chào người ta đi. Đây, Trịnh Kim Chi. À, và Lê Phương. Rồi. Rồi chị. Rồi, ở nhà Cam Loan. Và ngày hôm nay là tất cả các anh em diễn viên nè, rồi tất cả các ekip sản xuất là ai cũng đều có gà có sôi để ăn hết luôn. Đúng. Đúng không? Ê, đi qua đi. Rồi, rồi. Liêm ơi, vô Liêm ơi. Vô. Nè, quay đi. Đẩy. À, xôi nè. Chưa. Xôi nè. Chiều hôm qua, xuất phát từ việc coi như là tôi đi mua gà. Đúng. Mời mọi người ăn. Đúng. Và ngon quá cho nên là. Cho nên là đã nảy ra ý định là đãi. Thôi. Đó. Gia đình tôi, vợ tôi cứ than phiền hoài. Sao ông đi làm mà ông không ốm? Đó thì đây cũng phạm là. Củ phạm là đây. Trời gà ngon. Wow. Búp bê gà. Ủa, chị kìa búp. Con chở một. Trời ơi. Mới hôm qua mới hôm qua. Mới hôm qua. Hai vợ chồng ngồi ghế nhau nè. Thôi tôi là phải là mẫu bơm đó rồi. Món ruột gì? Con ăn xôi, con cũng được ăn này. Món này không phải món ruột của con đúng không? Gà cũng là ruột con luôn á. Con ăn nhiều ruột lắm. Vô này ơi. Không mày. Hoài luôn đó nha. Chị nó khỉa luôn hoài luôn. Đây là cái đùi gà. Bây giờ mình ăn. Bây giờ ăn cho mẹ luôn. Con giờ là ăn xả vàng luôn. Ủa ta nghe nè, mình mấy người vậy? Dạ đông lắm. Để kiếm mình là mấy người. Không phải. Cái ban bệ diễn viên mình là bao nhiêu người? Để làm gì người một con ha. Tính hai người một con. Hôm qua đó là xuất phát từ cái việc là nhiều phút
sao biết ăn gà ngon quá. Như Phúc quyết định là bây giờ tối về là Như Phúc nhắn tin là thôi ngày mai là Như Phúc sẽ tặng cho nè, tặng cho bạn quên tin một miếng nè, cả các em cũng như làm bữa tay rồi sẽ giúp làm ăn gà luôn. Là hỏi là bao nhiêu con thì tôi nói đoàn tôi khoảng chừng 45 người. 45 con, cái bạn đi ngủ luôn. Ờ, cái chuyện kim chi thôi thôi thì đãi 45 con đi xong cái bạn ngủ luôn. Bạn ngủ cái là hoang mang trong ekip. Thế là cuối cùng Như Phúc hết cơ hội được mời chuyển qua án hậu. À. Ồ, có cái vụ mà bỏ tay nữa hả? Hay quá. À. Đó, và bây giờ cuối cùng là hai nhà tài trợ chính đó là Trịnh Kim Chi và Lê Phương. Nếu mà tin dễ quá, nhắn lòng ngay ngủ. Nghe nói là Như Phúc tức quá, có thể là sắp tới là Như Phúc sẽ tài trợ một con bò. Con bò. Gà kèo khéo ghê luôn á. Ủa, thịt bò là ruột. Nè, bóc luôn. Dạ. Đúng rồi. Còn nữa nè. Còn toàn nữa nè. Mỗi anh em bởi anh ăn. Trời ơi, mỗi bút tả 4 con gà. Vậy chút cả nhà mẹ cho con em. Con này nó ké 1 con. Phải đưa lên cái bệnh nhà cho nó. Để ăn hết nè. Để đi, ăn hết. Để đi nha. Thôi coi đâu. Bây giờ mình đem thêm tấm hình đến nhà nha. Từ từ để tí nha. Ngon quá. Rồi, chụp hình đi Phương ơi. Chụp hình đi Phương ơi. Ủa, đó mà nó hết nè mọi người, che che coi chừng che dần sau. Ok, 2 3 lên 2 3 này Nín ơi, đúng rồi. Hai tôi cầm miếng gà lên đi. Gà đâu mọi người ơi, đây cho em thấy gà của mọi người cái nào. Gà từ từ, chú đang lựa. Anh em ekip cảm ơn Trịnh Kim Chi nha. Lê Phương nữa. Cảm ơn Lê Phương. Lê Phương nha. Đâu? Em ăn tụ nào vậy? Em ăn tụ nào? Nè. Nè ăn nè. Đây còn nguyên hộp nè, khui luôn em. Cô ăn luôn rồi. Ngon quá. Đấy cái này nó 3 hộp nữa. Vậy kêu bé này ăn luôn đi. Để còn đẹp cơn ăn nè con. Bé mấy này của đẹp quá. Con xong rồi con tôi bỏ cái bảo đại luôn rồi. Có chừng máy 1 tấm nữa rồi. Rồi giờ đã đường. Anh phải chấm với cái này. Ủa đâu rồi? Ủa có được chấm hả chị? Không.